Trong quá trình thời gian khi sử dụng sản phẩm tái tạo thì có ăn kiêng hay không? Thì thật ra chủ đề này mình thấy rất nhiều bạn đã hỏi mình đó. Và trong những cái trường hợp như thế này thì mình muốn chia sẻ đến chị em mình sẽ có thể biết thêm một số cái lưu ý trong thời gian khi sử dụng sản phẩm. Thông thường đối với quy trình tái tạo thì mình không có quá là ăn kiêng khem. Nhưng đối với những cái trường hợp nào chị em mình cần phải lưu ý. Thứ nhất là đối với làn da thường hay có dầu nhờn nhiều và trường hợp có thể là dày sừng nè, mụn nhiều. Vì những trường hợp này khi mà chị em mình không ăn kiêng đối với những thực phẩm như thế nào, mình phải hạn chế một số thực phẩm như là tính chất ngọt nhiều quá ha, thứ hai nữa béo, thứ ba là hải sản, thì cái quá trình lúc này nó sẽ làm tăng tiết bã nhờn lên, thì da của chị em mình thứ nhất là khó bong nè, thứ hai nữa làn da chị em mình sẽ dễ gây ra tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Và cái quá trình khi thoa sản phẩm tái tạo nó sẽ lâu thẩm thấu, và lúc này lâu thẩm thấu thì da chị em mình sẽ rất là lâu bong. Thì lúc này chị em mình hỏi tại sao da của chị em mình bôi sản phẩm mà lại nó khó bong là như vậy. Rồi quá trình khi mà mụn đất đầu được đẩy lên bề mặt da và điều trị thì mình phải hạn chế ăn những cái thực phẩm mà em vừa nêu trên là hải sản, tôm, bò, nếp, kể cả mắm và những cái tính chất đồ béo, đồ ngọt quá nhiều. Nó sẽ gây ra tình trạng có thể là mụn của chị em mình nó sẽ viêm nhiều hơn và sẽ loang ra nhiều hơn. Và cái quá trình điều trị nó sẽ cải thiện chậm hơn. Nên chị em mình sẽ lưu ý. Và trường hợp thứ hai nữa là trường hợp đối với một số chị em sau khi chấm tàn nhang và nám mức độ chân sâu. Thì khi mà mình tác động ở cái tình trạng mức độ tế bào da nó sẽ sâu hơn thì cái quá trình biết đâu cái cơ địa của mình tăng sinh vượt trội cái tế bào collagen lúc này có thể dẫn đến tình trạng trong vòng 7 đến 10 ngày đầu sẽ dẫn đến tình trạng gì? Để lại sẹo lòi. Nên mình sẽ hạn chế ăn những thực phẩm đó trong giai đoạn đầu thì nó sẽ giúp da mình cải thiện tốt hơn và không để lại những cái tình trạng sẹo lòi, sẹo lõm đó nha. Rồi, còn về tiếp theo đó là cái tình trạng da, đó là sau khi mà tách đáy sẹo hoặc tác động sâu ở lớp trung bì đối với những trường hợp làm mới đáy sẹo thì lúc này quá trình mà làm lành phục hồi nó rất cần thiết và da dễ bị tình trạng dễ bị tăng sắc tố sau viêm. Lúc này thì mình cần phải hạn chế một số thực phẩm gây ra có thể là làm chậm gián đoạn cái quá trình tăng sinh nữ bì và nó sẽ gây ra những tình trạng không mong muốn đó, nên mình sẽ hạn chế trong vòng một tuần đầu nha chị em mình ơi. Đó là thật sự thì có rất là nhiều bạn và chị em đã hỏi mình là chị ơi sao da em nó cải thiện chậm hơn những người khác như vậy, thì là do mình chưa có áp dụng thêm những cái giai đoạn mà mình ăn kiêng khem đó. Đây là những cái kiến thức mà mình đã điều trị cho rất là nhiều khách hàng rồi, thì mong rằng đây là những cái kiến thức có thể hữu ích giúp cho chị em mình trong quá trình tái tạo ha. Còn chị em nào mà đã sử dụng với sản phẩm này điều trị mụn hoặc những cái tình trạng khác mà lâu vẫn chưa có cải thiện và chưa có cái quy trình ăn kiêng khem như thế này hoặc là ăn những cái sản phẩm thực phẩm như thế nào để giúp cho làn da trong quá trình tái tạo lại một tế bào mới, thì chị em mình hãy để lại comment phía dưới thì em Trân sẽ hỗ trợ tư vấn và chia sẻ trả lời cho tất cả các chị em mình nha.